dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kêu. Bằng như ta nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, sự an vui niềm lạc quan yêu đời hạnh phúc sẽ mãi ở bên ta như bóng theo hình. Nó lăn mã đánh đập phá hoại, cướp đoạt của tôi tài sản lẫn thân tình. Ai còn ôm ấp riêng mình tâm niệm ấy thì oán hận ngàn ngày không thể biến tan. Hận thù thế gian không trừ được hận thù, đến luật ngàn thu sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Hướng xa hết tương tâm về nguồn cội, nhiếp hành từ bi quán thù mới mong giải. Thành trì chống ma bằng gom trí, không tham đắm sân si. Thân này chẳng bao lâu sẽ nằm dài trên đất, như khúc cây vô dụng bị vứt bỏ bên đường. Mỗi sắc hương hiện diện trong trời đất vẫn đang trên đường quy diệt. Người phi sức tranh luận hơn thua gì quên mất lý vô thường. Thành đổ hoài không xin ai chớ xem thường, hát quái lạc dễ bị dưỡng tình trường khổ lụy. Sống ích kỷ mây mờ quên mất lối ra, như cành mềm trước bão tố phong ba. Mưa sa thân tàn cánh ru, tình tân dân tâm nói gương tờ phố. Chốn cũ tìm về liền thấy lại bản tâm mê. Người trí tâm chuyên cần quan hệ không muốn, biết rõ sai hay đúng an vui bậc thánh hiền. Người hàng tu thiền định thường tinh tấn kiên trì, niết bàn bậc tri hưởng an tịnh vô thượng tâm. Người tạo ác ác phải đọa vào ác thú, khổ trăm lần kiếp cũ vừa trải qua. Thêm đến cho người quán hỷ vui ca, không những hưởng an lạc thái hòa, còn được phước báo sinh quá nhiều coi nhé. Thân phàm phu kiên trì theo chân pháp, công tu tập lớn dần rung động khắp chư thiên. Sống trong cảnh giới thần tiên, một phen dứt sạch não phiền. Người thoát cảnh nguy nan, đời đời phước báo lòng vàng che thân. Như hà sư lưu giang nhi bước phong, thế giả bất hoàng. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mà người cũng như vậy, qua rồi không trở lại.
bàn giải thoát.